Trong mùa giải AFF Cup gần đây, dù chưa từng một lần vượt qua vòng bảng, nhưng đội tuyển Lào đã và đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. Đội tuyển Lào đang có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt nhằm hướng đến một kết quả tích cực tại giải đấu lần này. Đội hình của huấn luyện viên Sevarai có sự bổ sung đáng kể từ cầu thủ của Billy Kekelphonphon. Và trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Lào cũng cho thấy quyết tâm rất cao, nhất là ở trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ tính toán kỹ càng ở từng trận một. Chúng tôi đến với AFF Cup năm nay với một đội hình trẻ và đây chính là cơ hội tốt dành cho họ. Chúng tôi sẽ cố sức. Mặc dù đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân là nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi hiểu đó và chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu hết sức mình. Tại vòng bảng AFF Cup 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có chiến thắng cách biệt 3-0 trước đội tuyển Lào. Dù đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn với vị thế của đương kim vô địch, vậy nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, thì đội bóng này thực sự sẽ là một ẩn số thú vị tại giải đấu năm nay.